Ariana Giorgio, còn gọi là Aria, nhạc sĩ sống ở Los Angeles, Mỹ, tự hào khi cô đã ba lần thoát chết ngoạn mục. Lần thoát cửa từ đầu tiên của Aria là khi cô được chẩn đoán mắc ung thư hạch không Hodgkin. Các bác sĩ tin lượng cô chỉ có thể sống thêm 5 năm. Trước đó, cô bị đau ở cánh tay phải và tin rằng mình bị nhiễm trùng. Tình trạng của cô thuyên giảm sau khi trải qua hóa trị xạ trị và 16 cuộc phẫu thuật. Nhưng sau đó, Aria lại nhận chẩn đoán mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối trong một lần kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nhận định cô chỉ có thể sống thêm một năm nữa. Bất chấp những dự đoán ảm đạm, Aria vẫn cố gắng sống lạc quan. Cô tham gia một chuyến đi xe đường dài. Tuy nhiên, số phận tiếp tục trêu đùa Aria khi cô gặp phải một tai nạn kinh hoàng. Hộp sọ của tôi tách ra khỏi cuộc sống và xương trầm vỡ thành nhiều mảnh. Aria nhớ lại, khi đó cô bất tỉnh trên ghế lái do thiếu oxy. Cô gãy tất cả các xương sườn bên phải. Ban đầu cô không thể nhìn hoặc nói được, ruột bị rách gây chảy máu trong. Một cảnh sát tuần tra đường cao tốc đã phát hiện Aria đang cục đầu trên vô lăng, không phản ứng và không thở. Cô được đưa đến bệnh viện để gắn lại hộp sọ vào cuộc sống. Lần thứ ba, cô được cứu mạng. Tôi phải học cách đi lại và nói chuyện. Tôi đang thực hiện một chế độ ăn kiêng với những thực phẩm đơn giản để chữa lành vết thương nội tạng của mình. Cô vẫn đang trải qua các triệu chứng kéo dài kể từ sau vụ tai nạn. Cô đã học lại cách lái xe nhưng rất sợ khi đi ô tô do người khác lái. Tất nhiên, hành trình của tôi chứa đầy nỗi đau và thất vọng nhưng mang lại cho tôi cảm giác biết ơn sâu sắc. Điều đó đã giúp tôi vượt qua sau nhiều lần chạm trán với cái chết aria quyết tâm sống hết mình nói rằng cô bớt lo lắng hơn rất nhiều về những gì người khác nghĩ tôi vẫn còn đau buồn vì bỏ lỡ nhiều năm tháng do ốm đau tai nạn nhưng tôi hạnh phúc hơn nhiều so với trước đây và vui mừng được trở thành con người của tôi ngày hôm nay